Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Anh em ta không có nhiều tiền và không hằng nào là người nổi tiếng, nhưng mà bước cùng nhau trên chặng đường dài tương lai dù sai vẫn không nói phiền. Đó, đúng rồi, tôi hát là anh em đứng xung quanh phải nhảy vậy, hiểu không? Vậy mới đúng là anh em tốt. Hay quá ông ơi, không hát hay quá. Hay đúng không? Hay quá ông ơi. Ok, và hello. Trời. Xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và lại là mình, Phong Cận Hacker. À nhầm, không phải, tháo mặt nạ ra. Phong Cận đẹp trai đấy bạn ơi. Ta-da. Và hôm nay đó bạn, mình đã mời hội anh em vào trong đây để quay chung với mình một video Minecraft mọi người ạ. Và video hôm nay cũng khá là đặc biệt luôn nha anh em. Anh em biết tại sao mình lại nói video hôm nay đặc biệt không? Thì đây, anh em có thấy trên tay bọn mình đang cầm cái gì không? Đây, xin giới thiệu anh em, đây chính là một cái đồ để vẽ tranh đó mọi người. Và video hôm nay sẽ là như thế này. Hero team bọn mình sẽ mọi người trong hội anh em nè sẽ cầm một cái đồ để đi vẽ tranh. Và nhiệm vụ của anh em là phải đi vòng vòng đây để vẽ tranh, chẳng hạn giờ đi, mình thấy cái bức tường này đây nha. Mình sẽ bấm vô bức tường nè. Rồi bây giờ mình sẽ thử mình vẽ cho mình một viên kim cương nha các bạn nha. Đây mình thử vẽ cho mình một viên kim cương nè. Cái trời rất là vui luôn các bạn coi nha. Mặc dù là phong vẽ hơi xấu các bạn thông cảm nha. Sao tôi vẽ viên kim cương mà nhìn giống cái trái banh của ta. Ok. Đó, hình viên kim cương nè. Vậy là nhìn giống viên kim cương rồi đúng không? Ok, rồi tiếp theo tôi sẽ tô màu cho nó. Đó, tô màu. Rồi đó. Xong giờ tôi chỉ cần bấm xong là tôi sẽ có được một viên kim cương. Từ từ. Đâu rồi? Đây viên kim cương này. Bụp. Đó, anh em thấy không? Có được viên kim cương nè, ghê không? Ổng mà Nobita quá. Trời ơi. Và nhiệm vụ của anh em hôm nay nè là hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau cầm cái cọ vẽ tranh này, mọi người sẽ đi xung quanh và vẽ ra những cái món vũ khí mà mọi người muốn. Sau đó là tầm lại là 10 phút đi, 10 phút mọi người sẽ quay trở lại và chiến đấu với nhau bằng những cái loại vũ khí mà người đó đã vẽ ra nha. Đấy, người nào mà vẽ đẹp á thì sẽ được vũ khí đẹp, người nào vẽ xấu thì vũ khí xấu thôi đó. Rồi ok, bây giờ thì ba người anh em thiện lành của tôi đã gọi là sẵn sàng chưa nào? Sẵn sàng rồi đúng không nào? Vậy thì bây giờ chúng ta cùng nhau tản ra nào, tản ra để cùng đi vẽ vũ khí nào anh em ơi. Rồi giờ let's go. Mình sẽ đi về hướng nhà của Sammy nha mấy bạn nha. Ok, đi về hướng này. Rồi. Ok mọi người ơi, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả cái màn đi vẽ solo của mình nha anh em. Ok, bây giờ mình sẽ phải đi vẽ thì là những cái món vũ khí để tí nữa mình có thể đương đầu với cả hội anh em được. Trời ơi, khó quá ta, bây giờ mình vẽ cái gì ta? Đầu tiên mình nghĩ là trời động xanh gặp rô nữa trời. Thôi, rồi mình sẽ tìm cách là mình chui lên nhà Camui bạn đó, mình chui nhà Camui mình vẽ đi. Đấy, vẽ vậy từ nhà Camui chắc Camui không mắng mình đâu. Ok anh em ơi, trời ơi cuối cùng thì bây giờ á cũng đã được vẽ rồi, hóng nãy giờ luôn các bạn ơi. Trời đất ơi, hóng nãy giờ luôn á. Ok bây giờ để coi là bây giờ mình nên vẽ cái gì đây? Bây giờ đang ở trường học nè. Ây yo, what's up con mèo? Ê, thôi bây giờ cứ lên trên bệnh viện này vẽ là hợp lý nhất các bạn ạ. À đúng rồi, mình sẽ lên sân thượng của cái bệnh viện này anh em ạ. À, chỗ này hơi bị trống trải luôn. Ok, bây giờ mình sẽ tìm chỗ nào thiên thời để lợi nhân hòa mình vẽ các anh em ạ. Đây, mình sẽ qua bên đây để mình vẽ nha các bạn nha. Thì mình nghĩ rằng là mình sẽ vẽ cho mình đầu tiên là một cái kiếm kim cương đi. Mình bấm vào đây nè. Sau đó mình sẽ bấm lên. Đấy, và mình sẽ vẽ cho mình một cái kiếm kim cương nha các bạn nha. Đánh nhau là phải có kiếm kim cương các bạn hiểu không? Đó, một cái kiếm kim cương nè. Đấy. Một cái kiếm kim cương. Đấy. Rồi sau đó là cái chui của cái kiếm. Đấy, rồi mình sẽ vẽ ở đây một viên kim cương thì mình nghĩ là nó sẽ hiểu là mình đang vẽ kiếm kim cương á các bạn. Đấy, ok. Rồi sau đó mình sẽ tô màu nha. Mình sẽ chọn cho mình màu xanh để mình tô nè. Đó, cây kiếm kim cương. Đấy, xong rồi các bạn ơi, chắc là thành cây kiếm rồi. Mình nghĩ là thành cây kiếm rồi các bạn, cây kiếm kim cương nha. Không biết nó sẽ ra món đồ gì đây. Ok, để xem thử các bạn ơi. Ui. Wow, có được cái kiếm kim cương thiệt đấy các bạn. Trời ơi, nó không rơi vô người mình bạn ơi, mà nó rơi xuống dưới đất. Có cái kiếm kim cương rồi. Đầu tiên là mình sẽ vẽ một cây kiếm. Đấy, vẽ một cây kiếm nè. Đó, ok. Đấy, và chỉ vẽ xong mà yêu cầu mình vẽ phải đẹp nha anh em. Thì nó mới có đồ được, chứ không nếu mà vẽ không đẹp là không rớt được cái kiếm cho mình đâu. Ok, đấy, ok, rồi. Vẽ xong cái kiếm rồi nè. Ủa, kiếm đâu? Ủa cái kiếm đâu rồi? Ui, hay là mình vẽ xấu quá ta? Ôi trời ơi. Cái kiếm kim cương mà. Đây từ mình thử tô kiếm đấy mà. Tô kiếm này đấy. Ok. Đan. Chạy. Kiếm kim cương, cái mà kiếm go cho nó đây. Ok. Cái thứ mà tôi chắc chắn sẽ vẽ chắc chắn là một cây kiếm kim cương các bạn ạ. À không. Trước tiên thì chúng ta cần phải vẽ một cái mũ kim cương trước. Đây. Bây giờ nha, sẽ lên như thế này đó. Cái mũ trong Minecraft sẽ như thế này nè. Khoan từ. Mình phải vẽ đúng. Đấy. Mình phải vẽ đúng thì gọi là sức mạnh vũ trụ mới cho mình đúng đồ được anh em hiểu không? Đấy, ok. Một sức mạnh từ vũ trụ sẽ cho mình một cái mũ kim cương hợp lý. Sao tôi vẽ xấu quá ta? Sao tôi vẽ xấu? Tôi vẽ lại bạn ơi, tôi vẽ xấu quá. Ok, vậy thế này, đã cái này mới ra cái quần nè. Đấy, ok. Rồi, vẽ màu xanh vô là thành quần kim cương các bạn hiểu không? Tích. Đó, quần kim cương, áo kim cương. Có luôn. Hợp lý chưa? Hợp lý chưa? Đấy, vẽ kiếm kim cương nè, tại vì anh em cũng biết đó là cái trình gọi là vẽ của tôi là nó đẳng cấp tới cỡ nào rồi đúng không? Cho nên là tôi chỉ hơi vẽ được vậy thôi.
À, kiếm kim cương thì tôi nghĩ là tôi sẽ vẽ đi đây đi. Đấy, kiểu vậy coi nó ra được không ta? Coi nó ra được không? Kiếm kim cương đâu? Sao có cái kiếm kim cương ở chơi hả? Gì cái vậy? What the hell? Cái bộ rào rác này. À, tôi sẽ tô màu luôn anh em. Rút kinh nghiệm lần trước tôi sẽ tô màu luôn. Đấy, tôi vẽ thêm một cái cổ áo anh em. Đấy, cổ áo này. Đấy, ok. Đấy, như thế này. Rồi, ok. Đấy, rồi. Giáp kim... Không phải cái xô nước. Cái thế nhờ? Cái áo giáp cơ mà. Trời đất ơi, cái xô nước đâu mà xô nước. Trời, trời, cho tôi cái áo giáp đi trời. Ok, bây giờ mình sẽ vẽ cho mình một cái gì đó đó giờ ta. À, cái cung đi, đúng rồi. Mình đánh nhau mình phải cần có cái cung, bạn hiểu không? Mình sẽ bấm vào đây nè. Rồi, mình sẽ vẽ cho mình một cây cung nha. Không biết là tôi vẽ cây cung nó có ra được cây cung hôm nay. Đó, ok, nhìn thôi là chắc là biết cây cung rồi đúng không? Ê, ok, mình nghĩ là như thế này, nhìn như thế này là nghĩ là ra được cây cung rồi đó. Ủa mà sao nó không ra ta, chắc lâu quá vậy. Ui, ra nè, hợp lý. Ủa nhưng mà sao được có một mũi tên vậy ta? Trời ơi, một mũi tên thì sao đủ. Tôi cần phải nhiều mũi tên hơn, tôi sẽ vẽ tôi nhiều mũi tên hơn nha các bạn nha. Tôi sẽ vẽ mũi tên nè, ok. Sau đó tôi sẽ vẽ ở đây 64 mũi tên. Đấy, là nó sẽ ra tôi 64 mũi tên. Tôi nghĩ là như thế, ok. Không biết là game nó có nhận ra tôi vẽ mũi tên 64 mũi tên hay không đây nữa. Ok, oh yes, ok. Có 64 mũi tên bạn ơi, hợp lý. Áo giáp, trời đất ơi. Cái áo giáp khổ quá. À bây giờ tại sao mình lại phải vẽ nhỉ? Không, mình không vẽ luôn cái bộ giáp nhỉ? Mình vẽ luôn cái bộ giáp đi. Như này cho dễ hiểu, đây. Đấy, một bộ giáp kim cương này, đấy, ok. Quần kim cương này, đấy. Quần kim cương, đấy, tôi sẽ lấy cái nét đen này, tôi, à quên, lấy cái nét màu xanh này tô lại, đấy, cho chuẩn này, đấy, ok. Đấy, được chưa? Không phải, trời đất ơi. Cái gì vậy? Rồi, bây giờ là có mũi tên, có được kiếm rồi, có được giáp rồi nè. Bây giờ cần gì nữa ta, chiến đấu thì cần gì nữa bạn? À, đúng rồi, cần thêm táo vàng, hợp lý. Tôi sẽ bấm vào đây, tôi vẽ tôi một cái quả táo vàng nha các bạn nha. Lần này tôi sẽ vẽ táo vàng nè bạn. Đấy, vẽ như thế này. Sao vẽ cho nó cái ngọn táo nè. Đó, cái này là cái táo nè. Ok, vẽ màu vàng vô là thành quả táo vàng liền. Ok. Ta da, táo vàng. Ok, táo vàng, cho tôi táo vàng đi. Ủa, được có một quả các bạn ơi. Không được, một quả là quá ít. Tôi sẽ vẽ thêm 64 quả. Trình hội họa của mình đỉnh quá. Trời ơi, trình hội họa của tôi đỉnh quá anh em ơi. Tôi vẽ sao mà nó ra cái này luôn. Rồi, đấy, ra cây súng rồi. Nó không ra cây súng luôn hả? Cây súng đúng rồi. Nó không ra cây súng luôn các bạn ơi. À đây. Yes, cuối cùng cũng đã có súng rồi. Ủa, nhưng mà nó không ra băng đạn. Trời đất ơi các bạn ơi. Đây. Chính xác anh em ơi. Nó ra được cái băng đạn này. Ok. Đấy, oh yes. Cuối cùng cũng ra được một bó rồi các bạn ơi. Ra được cái băng đạn rồi. Ok, 64 quả nè. Bẻ theo 64 quả. Ui cái gì vậy? Cái gì vậy? Ui, hình như tôi mới nghe tiếng súng đúng không ta? Ôi trời ơi, vậy là có một thanh niên nữa đã vẽ cho thanh niên đó một cây súng các bạn ơi. À, như vậy là không được, tôi phải vẽ tôi cây súng luôn. Ok, bây giờ tôi sẽ vẽ tôi một cái cây súng nha các bạn nha. Súng nhắm đấy nha. Ok, tôi sẽ vẽ tôi cây súng nhắm nè. Đó, tôi nghĩ như thế này nhìn thôi ra được cây súng rồi các bạn. Ok, ra cây súng luôn. Rồi, để xem có được cây súng không. Cho tôi cây súng đi. Tôi vẽ cây súng đi. Cho tôi cây súng. Rồi xong, chưa được cây súng bạn ơi, hình như nó chưa nhận ra đây là cây súng thì phải. Ui, được luôn nè, hợp lý. Một cây súng nha. Ui, nhưng mà cây này bắn không được. Chết rồi, cây súng này bắn không được các bạn ơi, cây súng này giỏng quá, xài không được. No. Cho xin bộ giáp kim cương coi, đây bộ giáp kim cương như thế này. Đấy, để vẽ đàng hoàng tử tế này, ok. Bộ giáp kim cương. Đấy, hoàn toàn như thế này, bằng kim cương, làm ơn bằng kim cương cho tôi đi. Tôi vẽ chuẩn màu kim cương rồi mà tại sao không cho tôi bộ giáp kim cương vậy? Ok, tiếp theo tôi sẽ vẽ cái mũ, tôi sẽ vẽ cố gắng hết sức. Đây, đấy, phải đẹp như thế này em. Ủa, nó cho ra cái gì thôi đây? Đấy, đúng rồi, cái giáp kim cương. Thiếu cái mũ nữa, cái mũ và cái quần nữa. Đấy, vẽ một lần mà ăn được hai món nó mới VIP Pro anh em. Trời. Đấy, ok, đấy. À, thêm một món nữa này, đấy, ok. Đấy, hai món kim cương, ok. Đấy, AWM nó phải gọi là hợp lý luôn. Đây rồi, sai ơi. Thời của Zo đến rồi các bạn ạ. Thời của Zo đến rồi. Ok, bây giờ đi vẽ cái giáp kim cương. Khó lắm luôn á các bạn. Cái này là trò đi của chúng ta chơi khó lắm luôn ấy. Bởi vì là nó rất là... Ủa, sao nó ra cái cây này? Gì cây ấy? Nó ra cái cây này không phải rồi. Trời ơi. Nó ra cái cây này là không phải các bạn ơi. Tôi nghĩ là tôi sẽ vẽ luôn full cái body đi. Mình hy vọng là mình vẽ full body nó sẽ ra được cái giáp kim cương cho mình các bạn ơi.
Oh my god, thực sự là cái thử thách này khó mà. Đây, 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 yes, yes, yes. Chính nó rồi, chính nó rồi, chính là nó rồi. Ok, ok. Đúng là nó rồi được các bạn ơi. Yes, cuối cùng của đây nhất có được cái giáp kim cương rồi anh em ơi. À, đúng rồi các bạn ơi. Sau khi mình vẽ cây súng thì mình phát hiện ra cây súng của mình vẽ xấu quá. Cho nên mình nghĩ rằng mình có cái này hay hơn nữa các bạn. Bây giờ nha, mình là mình có vũ khí là táo vàng nè, cung tên nè, rồi kiếm nè, áo giáp rồi nè. Bây giờ mình nghĩ là mình cần phải có thêm cho mình một người bạn. À đúng rồi, đồng đội bạn ạ, à, đồng đội, đúng rồi. Tôi sẽ vẽ đồng đội cho tôi nha. Mà trong game Minecraft á, muốn có đồng đội thì chúng ta cần phải có một con chó. Ok, thì tôi sẽ vẽ cái quả trứng nè. Vẽ hình cái quả trứng nha. Con chó. Không biết nhìn ra con chó không ta. Không biết nhìn ra con chó hay ra con mèo ta. Giờ tôi đang không biết nó ra con gì đây nữa nè. Bây giờ quả trứng nè. Ok, chỉ giống mũi tên vô quả trứng hình con chó. Rồi nó ra, không biết nó sẽ ra quả trứng hình con gì đấy bạn. Ui trời, tính ra tôi vẽ cái quả trứng hình con chó chứ tôi đâu có phải là tôi vẽ cái nón hình con gấu đâu. Trời ơi, nó ra sai rồi. No, không phải món này, không phải món này. Để mình vẽ lại bạn ơi, không phải. Trong game Minecraft thì chắc tôi vẽ bé mưa đi ha, chắc là nó sẽ biết á. Ok, game Minecraft bây giờ tôi có thêm bé mưa mà tôi tự vẽ bé mưa thử coi. Không biết nó có ra được con trứng của con mưa không đây. Ok. À đây, có rồi bạn ơi. Trứng bé mưa 64 quả, hợp lý. Rồi ok, bây giờ tiếp theo nữa thì chúng ta cần phải vẽ đồ ăn cho mưa nha. Thì mình sẽ bấm vào đây, mình sẽ vẽ cho mình cục xương nè, để cho bé mưa cục xương nè, để mình gọi là thuần phục bé mưa bạn ơi. Ok, thuần phục bé mưa. Yes, ok bạn ơi, có được cục xương rồi đó bạn. Lượm được cục xương rồi nè, quá xịn luôn. Rồi vậy thì bây giờ tôi sẽ thuần phục bé mưa nha các bạn nha. Đặt mấy con chó nè. Ok, sau đó tôi thuần phục nó lại nha. Thuần phục nó, tôi sẽ có được đồng đội bên cạnh đó bạn ơi. Tôi sẽ không lo bị người ta tấn công nữa. Ai tấn công tôi là mấy bạn chó của tôi sẽ tấn công là người đó liền. Bây giờ mình để coi là bây giờ mình cần món đồ gì nữa để đánh nhau không ta. Rìu thì mình cũng đã có rồi nè, cung thì cũng đã có rồi, súng thì cũng đã có rồi. Ok, bây giờ tôi kiếm mọi người, tôi đi nghịch cái coi. Không cần. Tôi lại kia tôi nghịch tí các bạn. Tôi lại đây tôi nghịch một tí. Ui trời ơi bạn ơi, Kairon tấn công tôi. No. Ui ấy à, anh em bé mưa tấn công cái đó cho ta. Đúng rồi, đuổi theo cái đó rồi. Ở cái đó chạy ơi bạn ơi, mấy bạn chó đuổi theo cái đó đi. No, cái đó bắn chết mấy bạn chó của tôi rồi đó. Chạy. Oh my god, bắn nè, tấn công đi bạn chó, tấn công. Đúng rồi, hay quá bạn ơi, tấn công cái đó cho tôi. Trời ơi, chó nó cắn. Trời ơi, tôi chưa nghĩ tới điều này luôn á mọi người. Oh my god, tôi chưa nghĩ tới điều này luôn á. Kairon, rồi chạy mất tiêu rồi các bạn ơi. Thôi, bỏ đi. Ok, bây giờ mình sẽ đi, mình vẽ cái khác nha các bạn nha. Ok các bạn ơi, bởi vì là tôi thấy là Kairon đã sử dụng một cái khẩu súng để bắn tôi rồi. Cho nên tôi nghĩ rằng là vũ khí chúng ta không thể nào đỡ được cái khẩu súng ở đâu. Tôi nghĩ là tôi cần phải vẽ tôi một thứ nó phải mạnh hơn cái khẩu súng đó. Đây, tôi sẽ vẽ tôi quả lựu đạn các bạn ơi. Tôi hy vọng là sẽ ra được quả lựu đạn mọi người ạ. Quả lựu đạn là phải như này. Tôi nghĩ là sẽ ra quả lựu đạn, các bạn không biết được không? À đây, được nè. Wow, được quả lựu đạn rồi. Có quả lựu đạn rồi nha các bạn nha. Ok rồi, đấy. Bây giờ là mình đã vẽ gần hết mực của cái cây bút của mình rồi các bạn ơi. Không biết là có đủ vũ khí chưa đây nữa. Ui, ở bên kia vẽ cái gì mà nguyên một con skeleton to dữ vậy? Ôi trời. Ông nào vẽ nguyên con skeleton to dữ vậy trời. Thôi chạy. Bây giờ mình sẽ qua bên đây mình vẽ tiếp nha. Đấy, cái khiên đây không phải cốc bia đâu. Cái khiên đấy. Tôi xin cái khiên, ok. Vẫn chưa có cái khiên đây các bạn. Cày tơ. Cho tao mấy cái gì tao lao cái cửa không vậy? Sau một thời gian suy nghĩ thì tôi cảm thấy rằng là bây giờ á, mực của cái cây bút này á chỉ còn vẽ được thêm một lần nữa thôi. Cho nên tôi nghĩ chúng ta cần phải vẽ một cái vũ khí để nó xịn sò, nó mạnh mẽ hơn các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ vẽ cho mình một cây AK đi các bạn ơi. Mình nghĩ là vẽ cho mình một cái súng AK thì nó sẽ là hợp lý nhất mọi người ạ. Ok. Rồi ok. Bây giờ là có khẩu súng AK để coi cho nó ra được khẩu súng AK. Được khẩu AK luôn bạn ơi. Xịn, hợp lý. Ủa, hình như nãy có ông nào vẽ cái đám cỏ ở chỗ này đúng không? Rồi bây giờ AK thì có rồi nè. Nhưng mà mình lại không có đạn các bạn ạ. Mình cần phải vẽ đạn. Ok, tôi sẽ bấm vào đây. Đấy, vẽ một cái băng nè. Đó, ok. Nó sẽ vẽ thêm mà viên đạn nha các bạn nha. Ok. Rồi tôi nạp đạn thử nha các bạn nha. Ui, hình như là nạp được rồi nè. Ui, ở trước mặt tôi thấy có mít tơ dịch các bạn. Ok. Yeah, bây giờ chúng ta đã có được đầy đủ vũ khí rồi. Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta sẽ chiến đấu với nhau rồi các bạn ơi. Vào như thế nào? Let's go. Rồi ok. Sau một thời gian vẽ tranh thì mình thấy được rằng là hội anh em của chúng ta ai cũng vẽ áo giáp kim cương hết. Mình không biết là hội anh em vẽ đẹp như thế nào nhưng mà cũng ra được áo giáp kim cương, chứ riêng mình là mình thấy là mình vẽ đẹp rồi các bạn ơi. Nhìn thôi là biết liền. Ok. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chia ra để đánh nhau trước nha. Thì đầu tiên sẽ là trưởng team cùng với lại là ông chùm bắt cua Siro Official sẽ là người đánh nhau trước nha các bạn nha. Và người nào mà giành được chiến thắng á, thì sẽ đấu với người tiếp theo. Ok rồi. Thì hai người đánh nhau trước đi. Ok.
Rồi chuẩn bị nè. Một. Trước khi quật nhau cho tao chia sẻ một câu trước khi tao thua được không? Tao đã cố gắng vẽ cái khiên rồi. Tao rất cố gắng vẽ cái khiên rồi. Đây. Tất cả những gì tao nhận được đây. Ủa, sao anh vẽ cái khiên mà ra cái cửa cái gì? Anh vẽ cái khiên 3 lần rồi, nó ra 3 cái cửa, một cái nữa anh đặt trong nhà cơ mùi à? Em thì em không có vẽ được khiên, em không vẽ khiên, em vẽ cây súng, nó quăng cho em được cái cây súng lục bé tí tẹo, ok. Thôi được rồi, bây giờ là Dịch với lại Rô chuẩn bị đánh nhau trước đi. Em vẽ thêm bài chó okay. Để coi không? Vô! Vô! Rồi đánh nhau đi, để coi xin Rô với lại Bánh Dịch. Thôi chạp đi, chạp đi, nó thôi á. Anh Phạm đánh đi. Chúng bắt đầu. Chúng bắt đầu. Anh bạn à. Tôi là không có khiên rồi đâu anh bạn à. Ủa sao anh cầm cái súng bé tí tẹo Dịch, còn Siro cầm cái súng to vậy? Ôi trời ơi. Ừ, anh vẽ đẹp quá nên là nó lại cái này thôi chứ còn giờ phải đánh gì nữa. Đẹp với anh em giao lưu với nhau chính đánh gì nữa. Rồi, okay. Di ổng đi rồi. Di ổng đi. Ôi, vô. À biết không? Ủa sao em mới chơi vậy tao? Ok, giờ chúng ta bị tấn công bởi bởi này. Bởi cho ta, chúng ta có thể nuốt được. Trời ơi, căng thẳng quá bạn ơi. Ok, đấy. Núp. Như đây đang thấy thì Dịch với Siro đánh nhau rất căng thẳng. Ây cha. Hơi, ơi. Ôi da, căng vậy. Ôi trời, căng vậy. Yes. Dịch thua rồi. Vâng, và Mr. Dịch đã là người phải nằm xuống các bạn ơi. Vậy thì người tiếp theo chiến đấu chung với Siro sẽ là Kyron TV. Mình quýnh lộ hả? Ừ ha, vậy giờ mình với bạn quýnh nhau trước đi. Rồi vô đi bờ gồ, vô đi bờ gồ, vô. Dạ, tôi là tôi thích dùng bằng kiếm nè, giờ chơi không? Chơi bạn ơi. Ồ, mình nhưng mà mình kiếm ra súng mà. Kệ bạn, vậy bạn thích dùng súng, chơi dùng súng luôn. Dùng súng, ấy dạ. Bắn không trúng gì đâu mà. Rồi chuẩn bị nè, 3, 2, 1, vô. À, đổi. Đổi. Ủa, tính ra là Kyron xài súng lục các bạn ơi, còn mình là mình xài AK. Chưa kịp làm gì chết. Chưa kịp làm gì chết mấy. Ok rồi, vậy là coi như cái đó thua Phong Thành. Rồi người tiếp theo chiến đấu với nhau sẽ là Phong Cận và Siro. Siro đã sẵn sàng chưa Ro? Ôi nhìn cái bầy chó nó nhìn sợ nha. Siro đã sẵn sàng chưa? Yên tâm đi anh, còn nhiều nữa. Giờ anh đã sẵn sàng chưa? Chuẩn bị chiến đấu nè. Em sẽ thu thập, em sẽ thêm vài con nữa nè. Anh không chịu vẽ cho. Sẵn sàng rồi. Ok, giờ anh muốn anh em chúng ta chơi bằng súng hay chơi bằng dao? Giờ chơi bằng dao. Ok rồi, kiếm nha. Tiến lên. Siro ở trên. Ôi mà không có kiếm, là không có kiếm đó bạn. Ai da, trời đi anh. Ai da. Tấn công đi. Đúng rồi, tấn công đi mấy mưa. Hay lắm mưa ơi, hay lắm. Siro nè. Siro. Ok, tất cả bằng kiếm cho mày đúc cung. Ủa rồi bay màu ơi. Rồi màu ơi. Xoắn có hai cái luôn. Tất cả bằng kiếm mà nó đúc cung ba, tất cả bằng kiếm. Tại vì anh không có đồ ăn, còn xíu máu à. Vậy hả? Giờ này em chơi quân tử này, em cho anh nè đồ ăn nè, lại đây. Đó. Ê, tất cả tao chết hồi đầy máu luôn hả mày? Thì cho anh một quả đi, anh ăn vô anh có thêm hiệu ứng, hiểu không? Ok, vô. Rồi, xài kiếm đúng không? Đấy, nhào vô. Sao nó cầm cái súng mấy mày. Trời ơi, lũ đạn kìa, có bom kìa. Ây da. Cái lũ đạn kìa nè. Siro. Ôi. Tấn công đi mấy mưa. Đúng rồi, tấn công đi mưa. Hay lắm mưa ơi, tấn công đi mưa. Ui, làm gì em, tính làm gì kìa em. Tấn công đi mưa. Phía trước là Phong Cận tấn công, phía sau là bé mưa tấn công. Hay quá, tấn công. Siro. Ui dồi, mưa nhiều thế. Mưa. Nhiều mưa lắm, không chạy được đâu. Siro. À, đặt mà lóc hả? Đặt mà lóc chỗ mà. Siro. Ây da. Siro nè, tấn công. Ui dồi ơi, tài bị chó cắn. Tài bị chó cắn ở đây. Ui, tài bị chó cắn à. Nhào đây. Siro. Ây da. Tấn công đi mưa. Anh sẽ tấn công từ phía trước, còn mưa tấn công phía sau. Hay quá. Bị chó cắn chết rồi. Quá xịn luôn bạn ơi, thấy không? Đó, thấy không? Không cần biết gọi là anh em tao yếu chứ gì ta tao yếu nhưng anh em tao đông, các bạn hiểu không? Đấy, hiểu không? Đặt ra mấy bé mưa cái là coi như là giành chiến thắng dễ dàng liền, quá đơn giản. Ok, và anh em ơi, và anh em thấy rằng là video hôm nay mình là Kyron, Mr. Dịch và Siro, mấy bạn thấy ai là người vẽ đẹp nhất thì bạn hãy nhớ bình luận cho Phong biết nha, chứ riêng Phong thì Phong chưa xem được anh em vẽ như thế nào cho nên Phong không biết, chứ nói chung là trận đấu hôm nay là Phong là người giành chiến thắng, là coi như là Phong tự tin rồi đó. Ok, và cảm ơn anh em đã xem video này nha. Nếu như mà anh em thích video này đừng quên hãy để cho Phong một like, một share và nhớ subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình, và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của tất cả thành viên của Hero Team để đăng ký họ cho mọi người nha anh em. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em những video lần sau nha. Tạm biệt.